Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên YouTube. Và ngày hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2015. Chúng tôi đang quay bộ tranh tứ quý theo yêu cầu của một chị khách hàng thân quen. Hiện nay chị đang công tác ở nước ngoài. Và có cháu Nghĩa là con trai chị thì hôm trước đã về xem cái bộ tranh này rồi. Nhưng hôm nay tôi quay lại để chị ngắm nghía. Một lần là tôi đã giới thiệu cái tranh này trên YouTube, nhưng mà hôm đó là buổi tối gấp quá và cái ánh sáng điện nó quá là mờ nhạt, cho nên là trông nó mờ mịt. Cho nên hôm nay tôi xin quay lại cho cẩn thận. Bộ tranh này là Tùng Cúc Trúc Mai, tranh tứ quý hay còn gọi là tứ quân tử. Thì cây mai tượng trưng cho mùa xuân. Cây mai này gọi là mai điểu. Bên này là cây trúc tượng trưng cho mùa hạ. Bên này là hoa cúc tượng trưng cho mùa thu. Và bên này là cây tùng tượng trưng cho mùa đông. Tại sao gọi là tứ quân tử? Bởi vì bốn cái loài cây này, trong khi những cái loài hoa, loài cây khác nó không còn được tươi tốt, trong từng mùa đó thì là bốn cây này là rực rỡ nhất, hiên ngang. Cho nên cũng giống như người quân tử, lúc nào cũng tự tin, tự tại trong cuộc sống. Tôi sẽ giới thiệu bắt đầu từ mùa xuân. Đây, quý vị nhìn thấy bắt đầu từ cái cảnh phụ là những cái bóng nước xa xa, và bên trên này là cái thân mai xù xì, và nhưng mà lại các cái bông hoa và cành lộc nảy lên tươi tốt, và có những cái con chim đang dáng rất điệu, đang đậu bên dưới nhưng ngó đầu lên trên. Rồi thì chim bay lượn vào, rồi những cái cây hoa vô cùng là tỉ mỉ, thậm chí là các cái cánh hoa là rực rỡ trông còn hơn cả cây hoa thật. Và những cái nguyên liệu để mà làm ra núi và hoa và lá, những phần chính là đều chúng tôi làm bằng từ những cái nguyên liệu là ốc, cho nên như là thập điện ở bên trong và như được dát vàng dát bạc vào. Thực ra là đây là cái ánh sáng do cái những cái mảnh chai ốc sắc nó hấp thụ được từ cái sắc màu thiên nhiên, giống như là bảy sắc cầu vồng vậy. Ở bên trên cùng này thì là hai vị tiên. Theo như tôi nhận ra đây là có Hà Tiên Cô tay cầm cành sen và Lý Thiết Quài tay cầm bình rượu đang ngồi trên tàu lá chuối. Chúng tôi thì rất là quen thuộc với những cái đề tài này do là mình đã từng là thợ khảm, thợ mỹ nghệ cách đây 25 năm. Tiếp theo là đến mùa thứ hai là mùa hạ. Và tôi nhớ nữa là nếu như là có điền thêm một câu thơ vào thì là bên này nó sẽ có chữ là Xuân Du Phương Thảo Địa, tức là ngày xuân là đi chơi thăm thú non nước hữu tình. Tiếp theo là cái bước mùa hạ. Bước mùa hạ thì ở trên này cũng có hai vị tiên là đang cầm đàn cưỡi phượng, cưỡi hạc bay trên trời, đúng là cảnh thần tiên. Và xuống dưới đây là cây trúc tượng trưng mùa hạ. Cây trúc lần trước tôi đã giới thiệu trong một bước khác rồi, cây trúc là tượng trưng cho người quân tử, một trong bốn vị quân tử. Cho nên là trong một cái vở kịch, tôi có nhớ là ông thầy sau trước khi học trò đỗ đạt ra làm quan và đến chào thầy, đến cảm ơn thầy, thì thầy có tặng trò một bụi trúc và nói rằng là con hãy trồng bụi trúc trước nhà để nhớ rằng dù có là dân thứ dân hay là làm quan thì tấm lòng cũng luôn phải là trong sáng và giữ vững cái khí tiết của người quân tử. Hễ con nhìn thấy bụi trúc là con hãy nhớ đến điều đó. Những cái câu chuyện rất là hay và mang cái ý nghĩa ngụ ngôn như vậy thì tôi rất là hay nhớ, và mỗi khi nhìn thấy những cái cảnh này thì nhớ đến những cái lời dạy như vậy. Trở lại cái tính chất nghệ thuật của sản phẩm thì vẫn là những cái bụi cỏ cây và những cái dáng cây, thì cây trúc thì cái phần thân chính là ở đây, quý vị quan sát đây, từng chùm và trông rất là đặc trưng cho Việt Nam chúng ta. Và những người thợ rất khéo là mô tả những cái cây chính nhưng lại có cả những cái cây già nhưng vẫn nảy lộc non. Đấy là cái khéo của cái người làm và làm cho
quý vị có thể là ngắm những cái cảnh này hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, năm này qua năm khác cũng không chán mắt. Và chúng tôi cũng không thể giới thiệu hết, bởi vì mỗi một bức tranh này nó có hàng ngàn chi tiết. Nhưng mà quý vị mỗi một ngày lại quan sát một thứ, lúc thì ngắm cây, lúc thì ngắm hoa, thậm chí là đôi khi chỉ là một cái cây cỏ bám thôi, hoặc là một cái trong một cái bụi cây này nó có những cái gì, nó rất nhiều thứ. Và tiếp theo bên này nữa là đến mùa thu. Mùa thu có một cái câu thơ là thu ẩm hoàng hoa tử, tức là người xưa là tinh tế lắm, cái chuyện uống rượu không phải là uống để mà say, mà uống là để thưởng thức cái khí thiêng của trời đất. Cho nên là ngoài cái chuyện là cái rượu được chưng cất rất là thơm, rất ngon, được ủ men kỹ thuật thế nào, nhưng mà có những vị uống tiên tử còn ướp hương cúc, gọi là rượu cúc, và người ta tinh tế lắm, người ta gọi là uống lấy cái thi vị thôi, để ngâm vịnh thôi. Cho nên nhiều khi những cái câu thơ của người xưa nó ẩn ý lắm. Thu ẩm hoàng hoa tử là mùa thu uống rượu của hoa vàng, tức là hoa cúc ấy. Và bên trên này vẫn hai vị tiên. Tại sao tôi không giới thiệu hết? Bởi vì là nếu tất cả đều quá rõ ràng mà biết hết cả rồi thì giống như bài hát chúng ta đã thuộc thì chúng ta cũng không còn hứng thú nữa. Ví dụ 8 vị tiên thì tôi xin giới thiệu tạm 2 vị thôi, là Hà Tiên Cô và vừa nãy là Lý Thúc Oai. Thế còn Lã Đồng Tân rồi còn nhiều vị nữa. Tất nhiên 8 vị là tôi phải nhớ hết, nhưng mà sơ bộ như vậy để hẹn có dịp khác lại được hầu câu chuyện với quý vị. Bản thân Kỹ Sư Đức là một người học Đại học Bách Khoa ra, nhưng mà là người rất là yêu cái văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa của nhân loại nói chung. Cho nên tôi tìm hiểu rất là nhiều, và trong cái quá trình học thợ và làm thợ thì cũng lại được các cái vị nghệ nhân hàng đầu. Sau cái giờ làm việc thì chúng tôi thường là có chút trà chút rượu với nhau, và xoay quanh cái câu chuyện đó là chuyện nghề chuyện nghiệp. Thì khi mà mình rất là trân trọng những cái kiến thức cũng như là cái câu chuyện của các cụ để lại, thì các cụ rất hứng thú kể lại cho mình. Chính vì thế cho nên tôi được nắm được rất là nhiều những cái bí quyết nghề nghiệp cũng như là cái ý nghĩa sâu xa của trong từng chi tiết mà những người nghệ nhân truyền lại. Lại trở lại bức thứ tư là bức thông, tức là tùng ấy, tùng khúc trúc mai, thì là trên này vẫn là hai vị tiên. Và ngộ nghĩ nhất là có vị tiên này là ngài đã ném một cái kiếm để bay lên trời đấy. Còn sự tích của cái việc này ra sao thì tôi sẽ trình bày cho một dịp khác. Ở bên này dưới này là cây tùng. Cây tùng thì là một cái cây rất là cổ thụ. Cây tùng, cây thông nó cùng cái họ đấy. Và tôi nhớ đến câu thơ của Nguyễn Công Trứ nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Ý muốn nói là một cái loài cây rất là hiên ngang. Và khi những người thợ mà làm ra cây tùng thì ngoài cái chuyện là đúng cái dáng đặc trưng của cây tùng đấy rồi, cái tán cây đây, nhưng mà lại thay thêm những cái dây leo nó lõng thõng xuống, thể hiện là cái cây rất là lâu năm và trông dáng rất là điệu. Thế cây thông thì hay đi với con cò ở đây, đôi cò đang chấp chới cánh ở đây đây. Và dưới này vẫn là những cái bụi hoa lúp xúp và những cái cành cây cò khác. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đủ tùng khúc trúc mai và các vị tiên ở bên trên, đủ bát tiên ở trên. Như vậy là đã xong cái phần bên trong. Và tiếp theo là cái phần khung bên ngoài. Phần khung bên ngoài cũng được làm rất là cầu kỳ. Tại sao lại phải như vậy? Tất nhiên là không cầu kỳ bằng bên trong, nhưng mà nó cũng là cái nơi mà để thể hiện cái tính chất là phụ họa cho cái phần nội dung bên trong. Cho nên là cái nét đục chạm đây vô cùng là nhỏ bé, và cái này là hoàn toàn là làm bằng tay. Tất nhiên có máy hỗ trợ để lọng, để làm thủng ra. Nhưng mà đây quý vị xem một cái ngón tay của tôi mà còn che hết cả một cái diện này. Thì
quý vị thấy là nó tinh xảo như thế nào. Và những người thợ là nghề đại nghiệp của chúng tôi là với một sự cần cù và làm đã rất là chuyên nghiệp, cho nên là những cái sản phẩm này có thể nói là khách hàng rất là ưng ý. Như vậy quý vị vừa quan sát xong đủ bộ Tùng Cúc Trúc Mai tranh tư quý, tranh khảm, và cũng xin báo cáo quý vị luôn để quý vị biết giá của cái bộ tranh này là chỉ trên 10 triệu ít thôi, để quý vị thấy là nó không đắt như mọi người nghĩ. Sản phẩm của Đức Hiền thì giá thành hợp lý, tất nhiên là thỉnh thoảng có những khách hàng yêu cầu những cái hàng đặc biệt, có thể có người đã từng đặt tôi những cái bộ tranh lên đến 30-40 triệu cũng có, nhưng mà thực ra thì thông thường thì chỉ cần với mức độ 10-20-30 là đẹp lắm rồi. Và trước khi dừng clip này thì tôi sẽ quay lia bên cạnh một chút để khoe với quý vị thôi. Đây là cái bức tranh tôi vẽ bằng tay trái, bằng sơn trên vải, vẽ bà cụ thân sinh cho tôi và cậu con trai của tôi. Và bức vẽ này là đã vào ngày 9 tháng 9 năm 2004, là cách đây 12 năm. Khi đó là sinh nhật lần thứ 5 của con trai tôi. Và khi đó thì bà cụ của tôi thì vẫn còn. Còn bây giờ thì cụ cũng đã cưỡi hạc về nơi cuối trời rồi. Tôi thì chưa được học vẽ ngày nào, nhưng mà ông cụ thân sinh của tôi là họa sĩ quân đội, và bản thân cái sự dòng máu của gia đình cũng và người con cũng rất là nghề, cho nên là cũng có được một chút cái thiên phú về hội họa một chút. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.